Chào bà con, chào các bác. Hôm nay Phương Bò review bán hộ ông anh hai cặp bò. Cặp bò khung và cặp bò ta. Đấy, vì điều kiện là bây giờ bác neo người không người chăn. Thì hai bác muốn sửa lại cái chỗ công trình. Đấy, bác muốn bán hai cặp bò này. Đấy. Cặp bò này là cặp bò ta pha nhé. Đấy. Để em quay chi tiết các bác xem này. Thì điều kiện là bác chăn dắt nó không có người chăn nên là bác muốn bán tất hai con này. Đây, nhà chủ yếu là rơm, không có người chăn. Đây, con bò khung tảng rất là to luôn. Bò này nếu điều kiện bác nào về chăn hẳn hoi vào thì rất là nhanh lên. Đấy, em quay chi tiết các bác xem từng con này. Con này là đẻ sang lứa thứ tư này. Đấy. Khung tảng đại ca luôn nhá. Con này là vừa rồi là đã thụ tinh là được gần 1 tháng rồi. Qua chu kỳ rồi. Đấy, con này mới được 3 tháng. Con mẹ lại thụ tinh được tháng rồi. Đấy, lối rất là thuận, cao trường dài. Nếu mà cặp bò này bác nào mà về điều kiện chăn hẳn hoi vào rất là ok luôn. Đây, con mẹ khung xác rất là to luôn nhé. Con này chiều cao nó rơi tầm cỡ 1m35. Đây, con này. Con 3B cái này. Rất đẹp luôn nhé. Đấy. Cặp bò này giá rất là hợp lý luôn. Cặp này có giá là bằng 33 triệu. Đấy. Bao ship cho các bác trong vòng 100 cây nhé. Đấy, hàng rất là ok luôn. Đây, khung xác rất to luôn, đẹp. Đây, còn cặp bò này là cặp bò ta này. Đây. Dòng này thì phù hợp với bác nào mà điều kiện chăn thả mà kém thì mua cặp bò này rất là ok luôn. Cặp này thì có giá rất là hợp lý luôn. Đây. Cặp này cũng đẻ sang lứa thứ tư này. Đấy, con ba bị con đực nhá. Cặp này có giá là bằng 27 triệu. Đấy. Bác nào mà yêu thích con nào nếu mà lấy được cả đôi thì rất là ok luôn. Vì thực ra là hai con bò này thì là gia đình chăn rất là kém. Đấy. Con bò thì nó thuộc cái hồng, con này nó thuộc cái đặc ta luôn. Dòng này thì ăn cực kỳ tốt luôn. Khá là bây giờ là bác cũng muốn chuyển đổi hàng đẹp, một hai là muốn mua những cái dòng nó tốt hơn, bác muốn nhờ em bán. Đấy, bác nào mà thiện chí mua hàng ít tiền thì liên hệ trực tiếp cho em này. Bắt hai cặp bò này nhé. Đây. Rất là mập sữa luôn. Đấy. Tiền nào của đấy nhá các bác nhé. Đấy, hai cặp bò này có giá là bằng 60 triệu. Đấy. Ưu tiên cho bác nào mà lấy tất cả hai con thì anh em có thể là thương lượng thêm một chút. Đây, con này sữa cực kỳ mát luôn. Đấy. Đây. Con mẹ lại lấy giống rồi nhé. Đây, sữa rất là tốt nhưng mà thì bác chăn nó hơi kém cho nên là nhìn nó không được mập cho lắm. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng khuôn tiền khung xác thì liên hệ trực tiếp cho em này. Bắt hai cặp bò này nhé. Cặp bò này khung rất là to luôn, lợi chăn gọi là tính 33 triệu nhưng mà thực ra con này của nó đã cũng đáng 10 hơn 10 triệu rồi, thì là con mẹ lại mới lấy giống được tháng này. Đấy, sữa của nó rất là tốt nhưng vì điều kiện là bác chăn kém cho nên là nhìn nó vậy. Đây các bác nhìn cái nước sữa của nó này. Bú sau bọt luôn. Giá rất hợp lý 33 triệu. Đấy, bác nào mà yêu thích con nào thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đấy, cặp bò là em thấy rất là lợi chăn này. Khung tảng to.
Đây. Đuôi dài chấm đất luôn nhé, giá tiền hợp lý. Những con bò này nếu mà về các bác chăn hẳn hoi là rất là đẹp luôn đấy. Đấy các bác nhìn cái bầu sữa của nó này, ú sầu bọt luôn đấy. Không phải em nói vậy nhưng mà nó phải thực tế này. Con này sữa rất là mát luôn đấy. Bác nào mà nếu mà thiện chí mà mua về chăn thả thì những cặp bò này nó rất là ok luôn. Đấy, con này là 3B cái này. Đây, rất đẹp luôn nhá. Nếu con này bác nào mà chăn hẳn to một chút vẫn bán tầm 18-20 triệu thì còn con mẹ nó không đáng gì tiền luôn. Mẹ khung rất là to luôn. Đấy. Đây, chân móng này, móng sò đẹp nhá. Đây các bác nhìn cái nước sữa của nó này. Em không phải nói nhưng nếu mà bác nào mà có luống vừa tiền thì bắt cặp bò này rất là ok luôn. Nuôi thực ra là thời gian nữa thì con B bán thì còn con mẹ rất là ít tiền luôn. Đấy, được cái khung xác rất là to luôn. Sữa rất là tốt. Đấy, những cặp bò này về các bác mà chăn hẳn hoi vào nó béo đẹp lên là rất là ok luôn nhá. Tiền ít nhưng mà lại hàng đẹp. 33 triệu. Đấy. Đấy là tiền nào của đấy nhá các bác nhá. Đây. Còn cặp bò này đây. Đấy, dòng này thì phù hợp với bác nào ở vùng núi càng tốt. Thì thực ra những con bò này thì nó dòng bò ta ít tiền. Đấy, cả cặp bò có 27 triệu. Bác nào mà thiện chí thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Bắt hai cặp bò này. Đấy, nuôi chăn thả rông dài rất là ok luôn. Đấy, 27 triệu này. 33 triệu. Đấy, bò này sữa kinh khủng luôn. Bú sau bọt. Quá chất luôn đấy. Riêng cặp bò này em thấy rất là lợi chăn luôn. Đấy, em báo lại các bác xem chi tiết này. Cặp bò này là bằng 33 triệu nhá. Đấy, con bì này, mồng rất là to đẹp. Và bì xịn nhá. Đây. Cặp bò này cũng vậy. Nuôi những dòng này thì rất là dễ nuôi luôn, ít tiền. Đấy, bác nào mà thiện chí thì liên hệ trực tiếp cho em này. Giá rất là ok nhá. 27 triệu và 33 triệu. Đấy, ưu tiên cho bác nào lấy tất cả hai cặp. Chào các bác.